Gà gáy một lần đêm chửa tan, chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn. Người đi cất bước trên đường thẳm, rát mặt đêm thâu trận gió hàn. Chào ngày mới. Lão Nông Chi Điền Khang Audio 1861 xin kính chào các đồng chí. Kính chúc các đồng chí ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vẫn trân trọng cảm ơn các đồng chí đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Số điện thoại 0368888479, nơi các đồng chí gửi trọn niềm tin khi muốn Trần Văn chốt những chiếc radio cassette, linh phụ kiện về radio cassette, băng cassette, hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với các đồng chí bây giờ là sang ngày mới được 10 phút rồi. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2024. Trước khi đi ngủ, giới thiệu với các đồng chí một chiếc đầu đích của hãng Technic. Có model là RS-B10. Nói đến Technic thì đây là một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi, không ai là không biết đến nha. Từ người già cho tới người trẻ, từ người khỏe cho tới người yếu, từ đàn ông cho tới đàn bà, ai cũng biết đến. Nói đến đầu đích, đài của hãng Technic thì lại không có cái gì nổi trội cả. Thế nhưng riêng đầu đích Technic thì thôi khỏi, gọi là miễn bản, miễn bản nha. Đấy, ví dụ như hàng ngày xưa còn có đóng dấu CCCP, dịch vui ra là các chú cứ phá đấy nha. Đấy, còn CCCP là cái gì thì những đồng chí nào 7X thì không lạ gì, 6X thì lại càng không lạ gì, 5X thì các sư huynh coi như là 6X thì không lạ gì rồi, rồi 5X thì lại càng không lạ gì nha. 7X cần biết này, CCCP hàng tốt như vậy. Con này đúng ra con này, nhưng mà con này thì lại không có cái chữ CCCP, con này ở đằng sau có cái chữ Made in Japan. Japan chiếc đầu này rất đặc biệt, đặc biệt ở cái chỗ là ăn điện 220V, mà nó là nguyên bản chứ không phải là đổi điện nha, không phải là đổi điện 220V đâu, mà nguyên bản là ăn điện 220V. Thế mới sướng cái cuộc đời chứ. Thế là khỏi phải loa coi như là phải mua đổi nguồn hay là mua ổn áp, rồi nhiều khi cắm nhầm. Đài nội địa cũng vậy, mình rất ít bán đài nội địa, vì đài nội địa ăn điện 100V léng téng nhiều khi gọi là chưa già đã lú, cái chuyện lú lẫn là bình thường của những người nhìn mặt trời lâu năm rồi nha. Đấy, thì nhiều khi mà cứ gọi là quên đi, quên khuấy đi một cái là khi cắm vào 220 là nó tịt ngay. Thì cái này khỏi phải lo, 220V luôn, cứ cắm thẳng điện vào là chơi rồi nha. Tình trạng hoạt động sau khi cho nó ăn điện thì tua đi tua lại các kiểu, đương nhiên là nó phải phải chuẩn, phải êm ái. Cái này nó có cái khiếm khuyết là cái cửa băng này này, cái bộ cơ này này, cái bộ cơ này nó hoạt động như không hoạt động. Ta phải nhìn vào cái trục này, nhìn vào cái cuộn băng nó chạy, nó quay thì ta mới biết, hoặc là ta nhìn vào cái đèn hiển thị đây thì ta mới biết được là cái đầu này nó đang chạy, nó đang quay, chứ không không biết bộ cơ nó hoạt động êm đến mức độ như vậy nhá. Và con đầu này nó thấu băng lại nét đấy chứ này. Con đầu này thấu băng nét lắm. Technic thì thôi khỏi bàn, nó không như mấy anh cu Sony. Mấy anh cu Sony, nói Sony, đài Sony thì rất nhiều người thích, thế nhưng đầu đích Sony thì nó bình thường không. Mình mới bán cái đầu đích Sony K470 về Bình Định, hôm nọ test thâu băng cũng nói rõ trong video ấy. Nó chỉ thâu được những cái băng Sony HF90, thì còn đưa băng khác vào thâu chán lắm nha. Thế nhưng mà cái đầu Technic thì nó lại thâu được hết. Con này nó còn thâu được cả băng Metal, băng 4 lỗ. Đây này. Đấy. Chuyển này. Đấy, nếu mà Metal đây này. Nếu mà tao có băng Metal thì tao ấn cái này vào. Ấn cái này vào. Đấy, này băng C RC2 này này. Đấy, normal này nhá. Ê chứ nó vừa thâu được thì đương nhiên là nó cũng phát được, tức là đưa băng Metal vào đây chuyển chế độ sang. Đây, ta bia Select này. Đấy. Còn đây là đồn bài nén tần. Nén tần chẳng có gì là ghê gớm cả. Input Select điều khiển cái không biết là cái gì đây, input là đường vào. Đấy,
Còn hai cái thằng cu này là volume điều chỉnh tín hiệu để khi ta thâu băng. À đây, đây là cái ba lan ke tách cân bằng hai vế này, cân bằng hai vế. À, ở giữa nó có cái khớp ở giữa này, cái volume này ở giữa nó có cái khớp. Đấy, đây. Đấy, chỉnh cái khớp là để lại. Còn đây, đây là cái volume này. Đây này. Input level, input là đường vào, level là mức độ nhé, điều chỉnh cường độ tín hiệu đầu vào để ta thâu băng. Con này thâu băng nét lắm nhá, thâu băng nét lắm. Mặt tiền thì chung là còn đẹp, còn đẹp. Đấy. Tiền đẹp, nắp này cũng đẹp. Đây nắp này. Đấy, khi rõ điện 220V chứ không phải cắm vào điện 100V nó lại không chạy. Nó chạy thì nó chạy đấy, nhưng mà có khi là nó đưa ra cái chất âm nó không được ưng cái lỗ tai. Này. Đấy. Ở đây chỗ này nó ố đây này. Đấy, hơi ố. Hơi ố là cái chỗ này là cái chỗ nguồn nó nóng. Này, cái nguồn nóng nó bốc lên thì nó ố vào đấy. Đây mặt đằng sau của nó gì? Đấy. Lay in lay out này. Đấy, lay in vào lay out ra này. Đấy, test lên trên này. Nguyên bản là 220 nhá. Nguyên bản 220 chứ không có cái chuyện độ chế đâu. Đây là bộ phên vỉ đằng trước của mặt hiển thị. Đấy. Sang đây bộ cơ. Motor vẫn còn zin sáng choang. Đây, motor. Motor sáng choang. Sướng cái cuộc đời vậy đấy. Motor sáng choang. Nha. Bánh đà to. Cơ chạy êm ái. Cơ chạy êm ái nhá. Rất chi là êm. Rồi, phên vỉ thì nhỏ gọn. Phên vỉ nhỏ gọn này thì cái khả năng trục trặc của nó rất chi là thấp. Và những cái loại phên vỉ nó dày đặc, phên đứng, phên phên nằm ấy thì cái đấy thì khả năng trục trặc rất chi là cao. Cái đây điều đấy là điều chắc văn chắn luôn đấy nhá. Đấy. Đấy. Thì nguyên đây này, ví dụ nguyên dùng một con IC lớn như này là đã giảm đi bao nhiêu linh kiện điện tử đây nhá. Vì vì sao? Vì cái con IC này bản chất vấn đề nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả nhá. Con IC này rồi con IC này rồi con IC đây, tiền khuếch đại này, bàn số 5 này này. Đấy, bản chất vấn đề của con IC ấy nó là tổ hợp của những linh kiện điện tử, nó gồm có đèn bán dẫn này, tụ điện này, tụ điện thì nó gồm có hai loại tụ, tụ phân cực tính và tụ không phân cực tính này. Đấy, và điện trở này. Đấy, bình thường là nó giải ra cả một cái khu vực như thế này. Thế nhưng mà nhà sản xuất ấy, người ta dùng những cái công nghệ tối tân của người ta gói gọn lại. Gói gọn mình cứ hiểu đơn giản là ví dụ cái phên này bình thường là nó phải cả một phên như này. Bây giờ người ta gói vào, gói gọn lại còn cái con IC thôi. Bây giờ những công nghệ bây giờ những con IC nó còn bé nữa cơ. Đấy. Đấy. Thế nên là phên vỉ của nó rất chi là nhỏ gọn và cái khả năng trục trặc của nó rất chi là thấp. Chứ nó không như cái loại đầu đếch mà tháo ra nó còn phên đứng này, phên đứng cắm xuống này, phên nằm này, phên ngang này, phên nghiêng, phên ngửa. Những chiếc đầu đếch đấy chưa cần nói đến dùng, chỉ khi cần nói đến vận chuyển này, nhiều khi là nó kết nối từ cái bo nọ sang cái bo kia, cái khả năng trục trặc của nó đã xảy ra rồi nhá. Đầu này thì thôi khỏi phải bàn. Đấy. Vệ sinh sạch đẹp, không phải tắm rửa gì cả này. Đấy, rất chi là sạch đẹp nhá. Chiếc đầu đếch này xin thưa với lại các đồng chí, chiếc đầu đếch này nhắc lại với các đồng chí là đầu Technic có model RSB10 ăn điện 220V, chiều ngang này của nó là 43 cm, cái kích thước ấy là 43 cm, chiều cao là 11 cm, thế còn chiều sâu nó khoảng tầm hơn 20, một găng tay là 20 phân, hơn 20 cm nhá. Ăn điện 220V, tình trạng hoạt động thì rất chi là tốt, chuẩn, thâu băng chuẩn. Thâu băng gì cũng được chứ không như những chiếc đầu khác, băng Sony cũng được, băng cụ tổ Maxen UD2 cũng được, băng Meta L này có chức năng thâu băng Meta L nhá. Chiếc đầu này trân trọng gửi tới các đồng chí với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ. Nhắc lại là đầu điện ăn điện 220V nhá, em rất chi là tiện dụng, 2.080.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, tính ra thì rất chi là rẻ. Mình mua về để mình tỉa toát, tại vì cái con này thâu băng nét lắm, mình tỉa toát nắn nót những cái bài hát mà mình yêu thích vào cái băng để mình nghe nhá, tự nó thâu luôn. Đấy, nếu mà có đầu đĩa thì lấy từ đầu đĩa, còn nếu không có thì lấy nhạc ở trên rời xuống cũng được, thâu vào cái băng để mình nghe,
không những thâu vào băng cho mình nghe rồi lại còn thâu vào băng gửi cho huynh của mình, lại gửi cho các hiền đệ của mình, lại gửi cho sư phụ của mình. Như vậy thì có phải là cái đầu này gọi là đại lợi nha, đại lợi. Thôi thế đã báo thóc rồi, đã giới thiệu, đã xoay nội thất rồi. Bây giờ thì trước khi đi ngủ thì trân trọng cảm ơn các đồng chí. Bây giờ mình dừng video ở đây để đi ngủ thôi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai. Merci. Merci beaucoup.